Chắc ít đi giao tiếp ngoài lắm hả? À. Nhiều bạn không? Dạ, nhiều anh. Nhiều bồ không? Cũng biết luôn. Thôi được rồi. Dạ từ trước giờ em chưa có một mối tình nào hết đó chị Ngọc Lan. Chưa có mối tình nào hết. Dạ. Lo học không hà, học xong rồi đi dạy trẻ. Mà quen 3 tháng đúng không? Dạ đúng rồi chị. Có nắm tay chưa? Dạ rồi chị. Có hôn chưa? Dạ chưa hôn. Tại chưa hôn người ta đó nên người ta mới chia tay đó. Bên kia người ta tấn công cái ta hôn liền. Mà em trai giới thiệu về mình. Mình tên là Thành Long, sinh năm 1996. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Công việc của mình là nhân viên văn phòng. Thành Long, tên đẹp ha. Thành Long, làm công việc gì, văn phòng mà làm gì Thành Long? Điều phối và đặt hàng thiết bị. Làm ở Long Thành luôn hả? Em làm tại Biên Hòa Đồng Nai. Biên Hòa Đồng Nai, nhà Thành Long ở đâu? Nhà em ở Biên Hòa Đồng Nai luôn. Em ở với ai? Em ở với bố mẹ, với em trai. À. Rồi, mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, con chào chú Quyền Linh. Trời dạ, con chào quý khán giả đang ngồi xem ở dưới và con chào khán giả đang xem qua màn ảnh ạ. Dạ, con tên là Huỳnh Hoàng Mai Nhi. Năm nay con 25 tuổi, con là giáo viên và con đến từ Bình Dương. Dạy cấp mấy? Dạ, dạy cấp 3. Ở Bình Dương là mình ở với ai? Dạ, em ở với lại gia đình em. Dạ. Hả? Là quê Bình Dương luôn? Dạ, quê ở Bình Dương luôn. Đó. Thì Bình Dương qua Đồng Nai gần không Thành Long? Cũng gần à. Cũng gần đúng không? Trời sao hiền dữ trời. Ít giao tiếp hơn sao nhát dữ vậy? Long có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh là hiền. Hiền. Biết chơi môn thể thao. Môn gì? Cầu lông với đạp xe. Cầu lông đạp xe rồi gì nữa? Thế rồi anh. Còn điểm yếu là gì? Điểm yếu là hơi nhút nhát. Quá nhát luôn. Nói nhỏ nữa. Đúng không? Chắc ít đi giao tiếp ngoài lắm hả? Không. Nhiều bạn không? Dạ, nhiều anh. Nhiều bồ không? Cũng không biết luôn. Thôi được rồi. Dạ con chào chú Huyền Linh. Dạ. Cô bên đây lanh lại. Anh bên đây đến hiền khô ngồi cục vậy đó. Bù trừ cho nhau. Đúng rồi. Bây giờ nhà gái nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi nào. À, dạ thưa chị Ngọc Lan, là điểm mạnh của em là em là một người vui vẻ, hòa đồng. Em thích tham gia các hoạt động của xã hội, chẳng hạn như là những cái hoạt động mà làm tình nguyện ạ. Còn về điểm yếu của em thì em có một cái nhược điểm là đến bây giờ thì em vẫn chưa dám một mình lái xe máy ra ngoài đường ạ. Rồi đi dạy đi bằng gì? Dạ nhà chở em tới trường. Trời ơi. Chở 12 năm học, chở đến 4 năm đại học nữa, rồi giờ chở đi làm nữa chứ trời. Rồi mai mốt cái chồng phải chở nữa. Mình phải cố gắng tập đi. Dạ. Thật ra mình không biết lái xe là mình thụ động lắm, nhiều khi bực mình lắm. Không có người khác lái mình khó chịu lắm. Dạ. Không chỉ có học lái xe máy, mình học lái ô tô luôn. Theo chú là vậy đó. Dạ. À, gì thấy cô giáo cũng được rồi đó, chỉ còn cái lái xe nữa thôi. Dạ. Rồi giờ mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ từ trước giờ em chưa có một mối tình nào hết đó chị Ngọc Lan. Chưa có mối tình nào hết. Dạ. Lo học không hà, học xong rồi đi dạy trẻ. Mình có mấy mối tình này Long? Dạ em có một mối tình đã quen nhau được 3 tháng. Quen dài quá. Quen nhau mình có nói yêu cô ấy không? Dạ có. Rồi sao cô ấy có yêu mình lại không? Cũng có. Rồi sao chia tay? Tại không hợp tính cách với lại có người thứ ba xen vào. Ai? Dạ người ấy bên kia. Người ấy bên kia? Là ai mà kỳ vậy? Con trai xen vào hay con gái xen vào? Gì vậy? Có vụ con gái? Con trai xen vào. À vậy hả? À. Mà quen 3 tháng đúng không? Dạ đúng rồi chị. Có nắm tay chưa? Dạ rồi chị. Có hôn chưa? Dạ chưa hôn. Tại chưa hôn người ta đó nên người ta mới chia tay đó. Bên kia người ta tấn công cái ta hôn liền. Đúng không? Chết rồi. Vậy sao đi cua con gái được trời? Ông ngồi vậy. Ờ. Ngồi thoải mái coi Long. Hả? Cũng chơi thể thao lắm chứ, mạnh dạn xíu thôi. Bây giờ là nói cho chị Ngọc Lan biết mình muốn tìm người yêu nào để coi chú qua coi bên đây cô giáo giống như ý của con không nha. Muốn tìm người yêu vui như chị. Muốn tìm người yêu vui như chị. Muốn tìm người yêu giống như chị hả? Dạ. Chị dữ lắm đó. Dữ nhưng mà không sao hết, em chịu được. Em chịu được không? Chị dữ lắm, chị hay la lắm đó. Dạ em chịu được chị. Nghe hả? Dạ. Cô gái bên kia không có dữ bằng chị. Cô gái bên đây cười tươi hơn chị Ngọc Lan luôn. Cao 1m5, công việc là ổn định. Ổn định rồi. Làm giáo viên được không? Dạ cũng được chị. Ừ. Cô bên đây cái gì cũng được hết trơn á. Chỉ có cái không biết lái xe thôi. Long có thể lái xe chở cô này đi được không? Dạ được anh. Chở được mệt không? Thở có mệt không? Sao thấy thở như vậy? Không chị. Đang rung hả? Không rung chị. Không rung hả? Làm như nó được ba mẹ ép lên đây rồi sao? Ngồi sợ như vậy. Ai đăng ký lên đây? Em tự đăng ký. Em tự đăng ký hả? Dạ. Hơi thở ổn định không?
Có chị. Rồi, nhát an tâm về mặt luôn. Sức khỏe rồi. Bây giờ con nghe thấy cảm giác anh mình nói sao? Dạ là một người nhút nhát và hiền lành. Dạ. Hiền lành lắm. Hiền lành. Dạ. Còn mình á, mình muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Con muốn có một người chồng là nhất là không có gia trưởng ạ, một người đàn ông không hút thuốc ạ. Dạ, lại một người vui vẻ, hiền lành, biết quan tâm lo lắng cho gia đình ạ. Dạ. Có hút thuốc không? Dạ em không chị. Rồi, ngon lành. Dễ gì, nhìn mặt là không biết hút thuốc, không biết nhậu luôn rồi đó. Cô giáo có cái hình mẫu nào lý tưởng của mình không? Con chỉ muốn bạn nam bên đây là cao 1m65 á chị. Rồi, dạ. 1m65 hơn. Dạ, vậy là được rồi ạ. Chứ em cũng không có đặt ra cho mình một tiêu chuẩn quá cao đâu ạ. Dạ. Bây giờ mình hỏi người thân đi, cô giáo đi với ai? Dạ thì hôm nay đến với chương trình ngày hôm nay thì em đi với lại bà Năm, bà Bảy với lại cô ạ. Dạ. Dạ. Bà Năm, bà Bảy luôn ha. Dạ. Chào các bà. Dạ. Có thiếu bà Tám thôi. Rồi xin mời gia đình chúng ta có ý kiến thế nào? Thì hôm nay cũng là một cái nhân viên của cháu. Thì thấy bên Nam thì thấy cũng dễ thương. Thì có nhút nhát thì có nhút nhát, nhưng mà giờ cái mặt cũng hiền lành. Thì thôi cái này là cũng như là cái duyên đi. Trước mắt thì gặp nhau, kế nữa là phải tìm hiểu. Dạ. Rồi, nói chung là bên này cũng thích. Cảm ơn bà Năm. Bà Bảy thấy sao bà Bảy? Đối với bà Bảy thấy hai đứa nào cũng dễ thương hết. Nhưng mà do hai đứa nó tìm hiểu. Dạ. Em đi với ai? Dạ em đi với ba má và em trai ạ. Rồi, có ba má với em trai luôn. MC Quỳnh Linh Ngọc Lan ạ. Dạ. Xin chào nhà gái ạ. Xin chào khán giả trên quay ạ. Dạ con chào. Chú là ba của cháu Long. Long thì đặc biệt là nhất là hiền. Rất hiền, ít nói chung là rất nhạt gái. Cho nó nhát hết luôn á. Rất nhạt gái, không có dám làm quen với bạn gái đâu. Nói chung là quá trình đi học, đi làm cũng vậy. Gái hầu như rất ít bạn gái. Không được lánh le những người khác đâu. Bởi vì anh hiền thì bao giờ cũng là chậm. Riêng đối với cháu gái thì nhìn chung về cháu gái thì cũng thấy cũng hiền lành, cũng dễ thương, cũng nhanh nhẹn. Thì bây giờ là nói chung là đến đây là cũng là một cái duyên. Tuy hai đứa mà nếu thấy mà có thể mà đến với nhau được thì nhận nút hẹn hò thì làm quen. Sau này nếu mà được thì hai gia đình đi lại ha. Mình cưới liền không? Nếu được cưới liền không? Mẹ kìa có mẹ. Nói chung là không có cưới liền, nhưng mà nói chung là trong vòng khoảng năm. Thế nếu mà được thì hai cháu ấy thì tổ chức thôi. Quan trọng là ở hai cháu. Thế còn gia đình thì lúc nào cũng sẵn sàng. Thấy cái vụ này là cô giáo chủ động giùm tôi cái nha. Dạ. Chứ cậu bên kia cũng nhát thiệt luôn á. Chúng nó muốn cái gì là cứ hỏi hết cứ nha hỏi cô giáo nha. Dạ. Rồi. Bây giờ là thời khắc quan trọng cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Đứng lên, nói lớn lên nha, đứng lên. Đi tới. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em có món quà nhỏ gửi cho anh. Dạ em cảm ơn. Mình mở quà coi bạn gái tặng mình gì. Mút dán quá rồi. Đó, đeo qua vừa bụng không? Em vừa ai? Em vừa. Vừa đúng không? Dạ. Vừa. Hợp rồi ha. Dạ. Trời ơi, vậy ngon rồi. Tối nay đeo gì địch ngủ nha. Rồi cô gái chủ động nào. Dạ lần đầu anh gặp em thì anh có cảm nhận như thế nào ạ? Anh thấy em dễ thương, hiền và nhanh nhẹn. Lần đầu em gặp anh thì thấy có ấn tượng gì về anh? Em thấy anh là người hiền lành ạ. Dạ nhút nhát rồi. Dạ nếu như mình quen nhau thì em muốn hẹn hò như thế nào? Dạ em nghĩ là hẹn hò vào ngày cuối tuần ạ. Dạ tại vì là ngày cuối tuần thì mình sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn ạ. Anh cũng vậy. Tao không biết lái xe đó, có qua chở anh không? Được anh. Long, tao không biết lái xe đó, nói anh sẽ qua chở em được không? Anh qua chở em đi được không? Dạ được ạ. Dạ. Vậy thì chừng nào anh em có thể cho anh bước tới? Dạ thì trong quá trình mà tìm hiểu, nếu như mà mình hợp thì em nghĩ là khoảng 1 đến 2 năm. Em có về làm dâu được không? Dạ em nghĩ là được ạ. Làm dâu làm gì, nói người ta trước coi được không, người ta chịu không? Em về chăm sóc cho gia đình. Về làm dâu rồi rủ vợ của em rồi có mâu thuẫn với ba mẹ thì mình sẽ bên ai? Dạ em sẽ bên vợ trước. Bên vợ trước. Bên vợ trước hả trời? Dữ chưa? Ai nói người ta hiền đâu. Bên vợ là lỡ ba mẹ giận sao? Ba mẹ giận thì từ từ cũng nguôi giận chị ạ. Phải biết ba mẹ thương đó. Thành ra để thôi kệ, ba mẹ giận thì giận bên vợ trước. Rồi thế nào ba mẹ cũng nguôi ngoai đúng không? Mình phải tìm hiểu coi ai lỗi này kia không. Mình phân tích từ từ thôi chứ bên vợ nhiều. Bên vợ quá ba mẹ cũng giận á. Rồi bây giờ đó mình hỏi với bạn gái coi. Về thích để con trai đầu lòng hay con gái đầu lòng? Sau này nếu đến xa hơn thì em thích mấy đứa con. Dạ.
Từ 1 đến 2 bé ạ. Trai hay gái? Trước cái nào cũng được hết anh. Anh thì anh thích có 1-2 đứa con. Trai hay gái gì đều được. Giờ quan trọng là lấy vợ xong rồi tiền ai giữ? Tiền thì em đưa cho vợ giữ và em giữ lại một phần để tiêu xài cá nhân. Giữ lại một phần là bao nhiêu? Dạ khoảng 20%. Thôi rồi. Nhiều quá vậy. Thôi được rồi. Bớt bớt lại được không? Dạ không chị. Sao vậy? Sao không được? Sao mà giữ chi cả 20%? Tính làm quỷ đen hay gì? Dạ. Thôi nói hồi nó lên đang xong bây giờ đó. Đây nắm tay đây. Dạ. Nhìn thẳng cô gái coi, em thấy cô gái này sao? Em thấy bạn ấy dễ thương. Dễ thương hả? Chưa nhìn luôn á. Chưa thấy nhìn luôn á. Em thấy bạn ấy dễ thương, đẹp. Có hát bài tặng cô ấy không? Dạ em không biết hát anh. Em đi làm từ sáng đến chiều tối hả? Ở cơ quan tối mới về hả? Dạ đúng rồi em. À. Rồi thí dụ đi bây giờ có vợ về rồi tới cơ quan gặp cô nào của cô em rồi em chịu không? Dạ không anh. Sao vậy? Em chỉ có duy nhất một cái đó là vợ của em thôi. Ủa cô đó đẹp hơn vợ em sao? Cũng không luôn à. Dứt khoát là chỉ vậy với vợ thôi đúng không? Dạ đúng rồi em. Bây giờ là ví dụ cô này chưa làm vợ của em, chỉ mới là người yêu thôi. Rồi có mối khác ngon hơn rồi sao? Em cũng vẫn không thay đổi chị. Chắc lắm luôn. Bây giờ có chuẩn bị tiền đám cưới chưa? Em có chuẩn bị miếng đất rồi. Có đất rồi hả? Đất của mình mua hay là ba mẹ cho? Dạ, đất của mình mua. Rồi có tiền cất nhà chưa? Dạ, tiền cất nhà thì có một ít rồi. Đó, ngon lành. Ba mẹ có cho thêm không? Dạ, em. Hỏi đi, hỏi. Kìa, ba mẹ kìa. Hỏi. Bây giờ con lấy ba mẹ cho con tiền không? Dạ. Rồi, được rồi. Rồi về vị trí đi nào. Rồi, Long để tay vô đây. Thì dạ, đưa tay đây. Giỏi lắm á, làm có tiền mua đất luôn rồi đó. Nãy giờ hai bạn đã trao đổi với nhau cũng khá nhiều rồi. Cũng đã hiểu một chút nào đó về nhau rồi. Phần còn lại là quyết định ở hai bạn. Chúng tôi không quyết định thay được. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ về những lời chúng ta đã tâm sự với nhau, về cái cảm giác khi mà chúng ta nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, xem đó có phải là một nửa yêu thương mà mình đang đi tìm hay không. Nếu có, chúng ta hãy bấm nút. Còn nếu không, thì chúng ta không bấm nút. Và khi bấm nút thì hai bạn phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha. Chị Ngọc Lan sẽ đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em cố bấm. Chị chờ. Bây giờ hai đứa nắm tay nhau đi đó. Nắm thế này nè Long. Đó. Thấy chưa? Đó. Vui không? Dạ em vui anh. Đó giờ chưa hôn gái lần nào đúng không? Chưa. Bây giờ nụ hôn đầu tiên. Hít dữ lắm luôn á. Thấy làm sao? Thấy sao? Bình thường. Hình như chưa trúng hay sao? Trúng chưa? Trúng chưa? Dạ rồi. Thôi chúc hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau nha. Dạ. Em tên Phan Thị Thúy Hồng. Tên là gì em giới thiệu lại lớn lớn cho bên đây nghe. Em Phan Thị Thúy Hồng. Phan Thị Thúy Hồng. Tuổi 48 tuổi, tuổi con chuột. 48 tuổi, tuổi con chuột. Em ở thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang chị. An Giang hả? Dạ. Dạ em đang làm gì? Dạ em may đồ tại nhà chị. May đồ hả? Dạ. Ủa may đồ dài, đồ tây hay là em đồ bình thường? Em may đồ kiểu đồ tây, đồ phép. Vậy đó dạ. Hả? Giỏi quá vậy. Có may áo dài không? Dạ em biết may nhưng mà em chưa có học em, công thức gì. Em chuyên về đồ tây hả? Ở quyền nào em? Dạ. Em ở thị trấn Ốc Eo á anh Linh. Hả? Thị trấn Ốc Eo á, huyện Thoại Sơn á anh. À huyện Thoại Sơn. Dạ. Vậy là gần Long Xuyên đúng không? Long Xuyên đi vô anh. Vô mười mấy cây số? Vô khoảng 34 cây. Rồi. Dạ. Bên đây mời bạn trai. Dạ lời đầu tiên em tên Dương Nhật Tâm, bí danh là Chí Tâm. Em xin chào toàn thể ông bà cô bác và toàn thể anh chị em trong trường quay. Lời đầu tiên dạ. Lời thứ hai em xin chào chị Hồng Vân, là một nghệ sĩ nhân dân nổi tiếng và cũng là đẹp gái. Rồi cảm ơn anh. Lời thứ ba em xin chào anh Quyền Linh, là ông Mai, cũng đẹp trai và nổi tiếng. Dạ xin hết. Dạ. Rồi. Cảm ơn anh. Rồi, mời anh ngồi. Lộ diện rồi, bên nhà gái tôi đã thấy dung nhan của bên nhà trai rồi đó.
Rồi, giờ anh ở đâu? Dạ em sinh ra thì tại gia định Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà hiện tại giờ em đang sống ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Mỹ Tho, Tiền Giang. Ủa, dạ, còn mình, em còn mình hiện tại em đang làm nghề là thợ điện chuyên sửa điện ô tô, du lịch và tải. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 45 tuổi thìn. 45, bên kia 48. Dạ, trời ơi, nhưng mà nói nghe nè, mình chững hơn hơn bên nhà gái nhiều lắm nha. Bên nhà gái ta ngon lành lắm, nhìn non nó mắt, nhìn đẹp gái, ok vô cùng. Nhưng mà em chấm cái cháu con chuột đó chị ơi. Chấm tuổi con chuột phải không? Dạ. Ồ, vậy là hợp với tuổi con chuột đúng không? Dạ, thân thí thìn. Thân thí thìn, trời ơi coi kỹ dữ lắm rồi. Rồi bây giờ mình nói chút xíu cái ưu điểm khuyết điểm cho mình, cho bà mối. Đúng rồi, sẵn tôi đứng đây tôi nghe luôn nè. Dạ, ưu điểm của em thì thích chuyên sâu vào nghề để làm kiếm tiền. Chẳng hạn như là em nhủ 1-2 giờ đêm mà khách hàng tới kêu cửa hoặc điện thoại em vẫn vui vẻ bước ra mở cửa để làm sửa cho người ta, thậm chí đứng tới sáng luôn em vẫn làm. Có nhiều chiếc container là nó đậu trước là phải làm tới sáng luôn. Vậy thì là chịu thương, dạ, chịu khó. Dạ. Thứ hai thì em cũng có nhiều điểm mạnh. Chẳng hạn như em biết nấu ăn. Có thể em nấu một cái đám giỗ 6 mâm mà một mâm 5 món, 30 món nó không giống món nào em cũng vẫn nấu được. Hay vậy ta? Hay một quá. Mình thôi, không cần nhiều người thôi. Dạ. Tại những đám giỗ ông bà cha mẹ của em là tự tay em nấu không? Quá giỏi vậy. Cái gì? Đám giỗ ba ông bà cha mẹ tự nấu hết. Dạ. Mấy đứa em gái bà con dòng họ tới là coi như chỉ rửa chén thôi. Chứ em không có cho làm gì hết. Trời ơi. Dạ. Bữa nào ghé nhà chơi nha. Dạ. Với lại em cũng thích đờn ca. À. Dạ. Em thích ca cái gì? Ca polyglot. Xưa em cũng là từng là quân nhân trong đài truyền hình thành phố, em cũng có đi thi ở Bến Thành. Mấy cái chương trình ở phường Bến Thành đâu đó anh. Thi vậy gì? Tiếng ca. Tiếng ca học đường hả? Ca nhạc anh, ca đi thi ca đó. À. Gì còn xanh gì đó phải không? Tiếng hát mãi xanh đúng không hay gì? Có đi thi ca cho quân khu 7, đại diện cho quân khu 7 chị. À, à chứ, nhạc gì? Tại vì nó có cái dòng nhạc lúc đó thì em hát nhạc nhạc cách mạng đó anh. À. Nhạc đỏ đúng không? Tại vì thi cho quân khu 7 mà. À. Rồi vậy là chút mình có thể thể hiện cái dòng hát của mình. Đúng để rồi. Cho bên đàn gái nghe nha. Đúng dạ. Rồi, đúng rồi. Nói nghe nè, em dạ. Có em quay qua nhìn chị nè. Dạ. Em có giống như là mình có một cái điểm yếu gì không? Điểm yếu của em là khi em bắt đầu vào công việc em làm, chẳng hạn như chủ xe là anh Quyền Linh đi, tới báo em hư cái món đồ đó, em nghe rồi, em sẽ biết là nó bị như vậy. Thì trong lúc em đang làm thì đừng có nói dằn ngay lỗ tai em là em dễ có chút quạo. Và nhiều khi mình quạo thì mình nói ra những cái lời nó hơi kỳ kỳ thì người ta cũng tự ái và bản thân mình cũng thấy hơi tự ái chút. Điểm yếu của em thì cũng hơi có hút thuốc chút đỉnh. Chút xíu dạ, ha. Có chút xíu. Rồi có hút thuốc hả? Dạ, có hút thuốc chút xíu. Một ngày hút mấy điếu? Nhưng mà nhiều nhất thì nó cũng phải 10 điếu thôi chị. 10 điếu? Dạ. Có nhậu được không em? Thì nhậu thì đám tiệc thì em mới nhậu. Còn mà bình thường thì em ít nhậu lắm. Hay như đám tiệc ai nhờ em đại diện nhậu thì em nhậu. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ nè, ông đi ra đây, ông hỏi bên nhà gái tôi chút xíu coi. Chứ tôi thấy cái cặp này tôi thấy xứng đào xứng kép dễ sợ luôn rồi đó. Nhà gái. Dạ, em chào anh Linh. À, thần tượng của em. Cảm ơn em. Trời ơi, xinh ha. Hả? 48 nhìn không ra luôn. Không á. Có ra luôn. À. Ừ. Tại vì em làm công việc ở trong nhà không à. À, em làm gì? Em may đồ tại may nhà. May quần áo đó hả? May đồ tây nha, đồ vest, đồ Âu phục không á. Bữa nào anh đi xuống dưới cái là bữa anh nào may tắt áo thun thôi. Mặc áo thun lắm. À, ưu điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm em giỏi. Cái gì em cũng giỏi. Em giỏi nấu đó. Ăn hát được. Hát không hay nhưng mà hay hát. À. Nói hát, nghe là được nấu đám giỗ được không? Bởi nghe người ta nói người ta nấu đám giỗ sáu bạn. Em nấu đồ món quá. Nấu đồ chay bán. Nấu đồ chay bán. Được rồi, vậy hai người về mở cái công ty rồi quán ăn. Nấu ăn được rồi. Thấy không? Rồi em có điểm yếu gì không? Điểm yếu là tại em yêu trễ quá. Hả? Em biết yêu trễ quá. Yêu trễ quá hả? Em yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Hồi nhỏ em lo là lớn hơn lo làm, em không để ý tới. Rồi tới sực nhớ lại là em ba mấy tuổi rồi. Không vậy hả? 35, 36 tuổi em sực. Chợt tỉnh cơn mê. Tức là em mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình mà cũng như mình mới tìm hiểu sơ. Tìm hiểu sơ thôi không sao? Được. Lâu mau? Là cũng mau rồi chị. 1-2 tháng rồi thấy không được thì mình rút lui. Lý do gì không được? Lý do nó nói chung là cũng như không có nói ra được nhưng mà mình nhẹ nhàng thôi. Như mấy anh đó vẫn là bạn. Vẫn thường xuyên nhắn tin thăm hỏi vậy thôi chứ không có mà gì. Cả hai người đều hai mối tình đây đều là tìm hiểu sơ sơ dạ. Cỡ mấy tháng thôi hả? Dạ.
Wow. Là chưa có yêu thật sự hả? Dạ chưa yêu thật sự, chưa yêu sâu đậm. Hàng xịn luôn hả? Chất lượng cao, Việt Nam chất lượng cao. Hàng Việt Nam chất lượng cao luôn. Trời ơi, thấy anh mỉm mỉm cười kìa. Vô rồi đó, bữa nay là gặp mối ngon rồi đó. Vô luôn. Không uống công đợi trời hả anh? Đúng rồi. Không, đấy, không uống. Giới thiệu nha, hàng xịn, hàng Việt Nam chất lượng cao. Không phải xinh đẹp. Coi ông tủm tỉm ông cười kìa. Dễ thương. Ở Thoại Sơn. Dạ. Rồi đi qua cái cầu. Anh lên cái chỗ chùa Phật Bóng Tay anh. Rồi, dạ. Biết chỗ đó rồi. Đàn gái dễ thương, đàn trai thì cũng hiền, chất phát. Để hỏi đàn trai coi mấy mối tình rồi. Phải cho tôi biết bệnh chứ. Cho bà mối biết mấy mối tình rồi. Dạ em một mối tình cũng là một người vợ. Em kết hôn được 20 năm. Thì bữa đó dạng sông lớn quá, nó bị chìm đò chị. Nay nhờ bên hẹn hò giúp em kéo cái đò em lên lại giùm. Chìm đò là sao? Là coi như là cái hôn nhân của em 20 năm nó bị gãy đổ anh. Gãy đổ coi như là bao lâu rồi cưng? Bao lâu rồi? Dạ nay cũng 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy rồi? Em có mấy đứa con rồi? Dạ em có hai người con trai, lớn 20, nhỏ 18 tuổi. Mà ở với ba hay với mẹ? Dạ khi em và vợ em coi như là hết duyên rồi đó. Thì em cũng nói nhẹ nhàng một câu, em nói thôi anh giao hết tài sản, nhà cửa và con cái cho em hết. Anh bước ra đi anh sẽ làm lại một cuộc đời mới. Tại em rất tự tin vào bản thân của em. Là em sẽ làm lại một cuộc đời mới trong một thời gian rất ngắn. Dạ. Bây giờ thì trong 2 năm đó em đã được bao nhiêu phần trăm cái dự kiến của mình rồi? Cái công việc của em á. Cái công việc của em á thì nó thật sự nó vô chừng lắm. Thì có anh Bình á là sát bên anh biết mà có ngày làm 5-7 triệu. Có ngày thì làm cũng 5-300 ngàn bình thường thôi. Tại vì xe nhiều thì mình nhiều khi nó nhiều quá làm cũng không nổi luôn. Đứng ra bước ra không biết làm chiếc nào trước đó. Dạ. Vậy công việc cũng ổn định ha. Ổn định rồi, cuộc sống ổn định rồi. Nó có cái điểm hay là về là chị. Hồi nãy bạn gái nói em có lắng nghe. Là 20 năm về trước á ông nội em từ Long Xuyên đi ra. Đi lên thành phố để lập nghiệp. Thì cái cuối đời của em sẽ quay trở về Long Xuyên là quê của nội em. À. Dạ. Là bạn này là ở Long Xuyên. Ở ngay xứ của nội của em luôn. Dạ. Là trong dự định, trong cái đầu óc của em là em đã nung nấu cái điều đó rồi đúng không? Đã tính là nếu mà gặp đúng người đó em sẽ nói câu đó. Dạ. Hay nha. Đó. Không như vậy là bữa nay chắc là cái ngoài cái chuyện ông Tơ bà Nguyệt gieo duyên cho em thì chắc là còn có ông nội hoặc là gia đình á bên Cửu Quyền Thất Tổ đó. Dạ. Phù hộ cho em nói đó. Thật sự là ế không có ế mà tại vì em thấy người ở ngoài xã hội giờ nó hơi phức tạp lắm, muôn màu muôn vẻ lắm, thật giả giả mình khó đoán được lắm. Bởi vậy em rất cần cái chương trình để giúp cho em là tìm được một cái người đó, theo em nghĩ là nó sẽ có một cái quyền cơ trên hai cái ghế này. Cái quyền cơ đó là cái số của mình tới đó. Bởi vậy em không bao giờ em trong cái suy nghĩ là em không bao giờ em lựa chọn cao thấp lùn ốm trắng đen hay là mập gì hết. Em chỉ yêu cầu bạn gái đó có một trái tim chung thủy và lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng với em thôi. Dạ, như đó đủ rồi. Bây giờ những gì anh nói bên kia đều bên có bên kia nghe hết đó. Dạ. Bên em, kia cũng có luôn đó. Bây giờ em nói cho chị nghe là sau khi em nghe cái tâm sự của ảnh thì em thấy sao? Nói cho ảnh nghe luôn đi. Dạ, thấy ảnh cũng hiền. Cái suy nghĩ, cái yêu cầu về cái người bạn đời của em, mà người đàn ông của em là như thế nào? Suy nghĩ của em là người đàn ông đó biết lo, biết yêu thương gia đình, thương vợ. Thương vợ, yêu thương gia đình. Lo chu đáo gia đình là đủ được rồi. Như sạch sẽ, trước nhất là phải sạch sẽ. Thì mình có làm mồ hôi một kê xong rồi mình tắm rửa là sạch sẽ thôi. Tức là em mới nói là những người siêng tắm á. Nó giỡn cho bớt căng thẳng nè. Chị thấy là cái người đàn ông bên kia là một người đàn ông rất là bản lĩnh, rất là có nghị lực, nhưng mà rất là tình cảm nha em. Chị cảm giác như vậy. Thành ra là chị thấy là chị cũng yên tâm rồi đó. Bây giờ á, chị thấy là ok chưa? Chị là chị thấy ok đó, okay. Chị thấy yên tâm đó. Vâng ơi, bây giờ mình hỏi kiến người thân đi, cho hai bạn này gặp nhau. Bởi hai bạn cũng đã lớn rồi. Đúng có rồi, thể đúng rồi. Cảm nhận được rất là nhanh, tự cảm nhận được thế nào là bấm nút và thế nào là không bấm nút ha. Ok. Thôi bây giờ mình gặp em... bên đàn gái trước đi. Ừ, em đi với ai? Em đi với cháu em ạ. Cháu ruột. Ồ, cháu ruột hả? Đầu tiên con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và chào chú Tâm. Trong gia đình á thì dì Hồng của con là một con người rất là vui vẻ, rất là hoạt bát. Kiểu như là khi mà ai ở gần dì á là dì sẽ đem lại tiếng cười cho mọi người. Cười suốt. Dạ đúng rồi, dì rất là hay cười và đem niềm vui lại cho mọi người.
Đối với dì của con á, thì muốn tìm một cái người đàn ông có một trong cái mối quan hệ á, nó phải ổn định, an toàn. Thì cái con thấy chú Tâm đây á, là một cái người rất là thẳng tính, những cái chia sẻ rất là thẳng thắn về cuộc sống, cuộc đời của chú. Thì con cũng muốn hỏi thêm một chút xíu là không biết là chú Tâm bây giờ vẫn còn liên lạc với người vợ trước và hai con không ạ? À, hiện giờ thì nói chung là 2 năm nay là không có liên lạc. Tại vì khi mà bước ra khỏi cửa nhà đó thì chú Tâm có nói một câu: tài sản tôi tạo ra rất nhiều trong đây, nó thật sự không phải khoe bạc tỷ không, nhưng mà tôi chỉ bước ra căn nhà này, tôi cho xã Long Khê biết tôi chỉ lấy 3 tấm mình ông bà cha mẹ tôi thôi. Cái tủ thờ tôi mua 40-50 triệu, vợ tôi cũng sợ tôi lấy, tôi nó không lấy bất cứ một cái chiếc gì trong nhà. 2 vợ chồng 2 xe, 8 chiếc xe, tôi không lấy một chiếc xe nào luôn. Tôi chỉ lấy đúng 3 cái tấm hình nha. Tôi chứng tỏ cái bản lãnh của người đàn ông để tôi nói cho sau này và ngàn đời sau em sẽ hối hận thôi đó. Chứ tôi là không còn quyến luyến và cũng không có quay lại. Nó thật sự là nhiều khi đám tiệc ở đó có mời tôi về, mà tôi cũng người nào cần thiết thì tôi về, tôi giữ đám xong rồi tôi đi, chứ tôi cũng không có qua lại. Nói chung là vợ tôi đã có người khác rồi, thì mình chủ yếu là lâu lâu nghe tin là con cái nó đi làm đàng hoàng nghiêm chỉnh, nó không có dướng vô xì ke ma túy rồi cũng như tệ nạn xã hội là mình mừng thôi. Còn bây giờ tôi đang tập trung để tôi làm lại cuộc đời mới mà, từ cơm máu gạo tiền đó. Còn và cái hạnh phúc mới, người kia có người mới rồi. Dạ. Dạ, con cảm ơn chú. Thì con thấy là hai người rất là hợp, thì con mong là hai người sẽ mở lòng để tạo ra cái mối quan hệ nó phù hợp, hạnh phúc với nhau ạ. Rồi, cảm ơn con. Anh đi với ai? Dạ, em đi với lại một người chú và một người anh và một người chị và một người em trai và bạn gái của em trai. À, dạ. Rồi, chú ruột đó hả? Dạ, chú cơ sở của em làm. À, dạ. Rồi, xin mời đại diện đàn trai. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ, em chào. Chào chị Hồng Vân, chào quý khán giả. Tôi là bạn của con như anh, nhưng mà cũng như là bạn với Tâm. Thì theo tôi thì thấy là hai bạn này rất hợp nhau. Quan trọng là hai bạn quyết định nhau, chứ tôi thấy thì rất là hợp. À. Rồi, yeah. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhà trai. Thôi bây giờ thì thôi mình mở rào đi Linh ơi. Mở rào Linh ơi, đi. Mở rào hai, đi. Hai bạn này nói chuyện với nhau được ha. Mình bắt đầu mở rào. Bắt đầu đi anh Tâm. Không gian này là của anh đó, cứ thoải mái trò chuyện đi nha. Mình lấy món quà ra luôn đi anh Tâm. Đến đây em có món quà để tặng anh. Dạ anh nhận. Để em nhận. Ở đây anh có món quà đôi. Dạ. Trong đây nó có 2 món, thì cái món quà này anh gửi cho em trước để coi như là quà kỷ niệm. Em đựng son phấn. Dạ. Còn cái món quà này thì là anh cũng sẽ tặng cho em, nhưng mà anh sẽ giữ là sau này mình về chung một nhà, anh sẽ đưa em giữ cái bóp này để khi anh làm ra tiền em sẽ bỏ vào cái bóp này. Dạ, em cảm ơn anh. Còn ở trên đây thì trên đây là nó có một câu thơ cũng đơn giản thôi. Em xin đọc nha. Chữ này chữ từ hả, chữ gì vậy? Tu 100 năm ta mới ngồi chung một thuyền, tu 1000 năm ta mới nhờ ban hẹn hò cho chúng ta nên duyên vợ chồng. Trời ơi, em coi cái quà của dạ, dạ. Quà của bạn nữ là gì? Để đây cưng. Dạ, dạ em tặng anh chiếc khăn. Chiếc khăn này để đánh dấu kỷ niệm ngày anh với em gặp nhau. Để có mình có duyên có nợ đến với nhau thì hai người cùng chung xài chung một chiếc khăn. Anh xin đọc được không em? Dạ được. Mến tặng anh chiếc khăn làm kỷ niệm ngày mình gặp gỡ nơi bạn muốn hẹn hò. Nếu anh và em có duyên có phận thì mình cùng nhau chung chiếc khăn này, lau chung chiếc khăn này. Em về chỗ hay rồi bây giờ về chỗ xong rồi hai người ngồi tâm sự. Em ngồi đối diện đi ha. Cái cảm nhận về nhau như thế nào? Mở rào ra thì hai người có thấy là phù hợp anh với cái mình suy nghĩ hay không? Chúng anh thấy em có một cặp mắt rất là xinh và có khuôn mặt khả ái. Nói chung anh theo anh suy nghĩ em là một người rất thông minh. Em hiền. Còn em sao? Còn em thấy anh sao? Em thấy anh cũng hiền.
Rùm quá không biết nói gì nữa. Cứ thở cái đi, thở là bình thường đấy. Vậy nói gì anh với vợ anh đó dứt khoát. Dứt khoát ha. Em yên tâm, ở đây có những người làm chứng là coi như là trong lúc anh sống ở Tiền Giang là anh tự tu luyện bản thân mình để mình biết những cái gì mình đã vấp ngã, những cái gì điểm dở, điểm xấu gì thì đó bỏ hết. Là nó thật sự luôn là không bao giờ mà bước ra quán cà phê mà uống ly cà phê, uống là kêu lại tiệm ngồi uống. Nó thật sự là anh tự tu tâm bản thân mình. Anh đã tin tâm thì mình phải biết cái chữ tâm. Bởi vậy mình vấp ngã mình phải sửa lại liền. Thì trong cái thời gian anh tu luyện đó thì anh làm để dành dụm tiền để mình quyết định một cái tương lai mới của mình bước lại lần thứ hai. Thì trước khi bước lên hẹn hò mình phải đủ nghiêm túc và nghiêm chỉnh. Anh mong em hãy hiểu cái câu là ở đây không phải là cái chỗ chơi của mình. Và cái chỗ để thử lòng thử thách, mà ở đây nó là một cái chỗ quyền cơ và thiêng liêng lắm. Mình chỉ có một ít phút thiêng liêng thôi. Thì anh sẽ tặng cho em một bài ca và một câu nói. Thì anh nói thật với em là anh không có biết dùng những lời ngôn từ, ngôn tình và những lời chăn hoa đua bướm gì hết. Đứng trước mặt em anh chỉ nói được ba chữ mà thôi: anh cần em. Trời ơi, quá trời. Và anh xin tặng em một bài hát được mang tên là Cây Si. Ngày ấy mê em không làm sao biết tên, nên anh cố đợi chờ tới dịp ngày hôm nay. Lần đầu tiên anh nói nỗi mà dùng quá đi thôi. Thưa cô rồi bí lời. Ngày ấy cây si anh trồng trên lối đi, đêm đêm cũng chẳng về thứ gì lì ghê đi. Tỏ tình nghe anh nói cúi đầu em cắn môi. Thưa ông thẹn quá chừng. Rồi thư đi thư lại cày bà mối với mai. Anh đưa em dạo phố lần đầu lựa màu áo cô dâu. Em thích màu gì? Em thích màu hồng. Còn anh thích màu hoàng anh cơ. Ngày cưới anh đưa em về bên bến mơ. Bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngẩn ngơ. Chồng hiền như con gái cưới vợ xinh quá thôi. Hàng xóm ra xem cứ khen hoài. Hết rồi. Rồi bên nữ mình đáp lại liền rồi, em. Dạ em hát nhưng mà em xin cái miếng giấy. Em xin cái miếng giấy em quên lời á. Giấy đâu? Quên, em để quên. Đâu? Em để bên đây hả? Em ca... Ủa không phải giấy này. Còn miếng giấy nữa. Còn miếng nữa. Nè cái này đúng không? Dạ. Giấy này giấy khác nữa hả? Dạ. Nhiều giấy quá. Anh có thuộc giọng Kim Lan nè em. Ca chung với em nha. Giọng Kim Lan, trời ơi. Cái giọng Kim Lan thuộc hay lắm. Không thuộc anh đó. Có thể phụ họa đỉnh ha. Ôi tuổi xanh mộng mơ, vắng dương tháng năm mong chờ. Hứa duyên trao lời, ngày anh về lứa đôi thành hôn. Tiếng đưa xiên sao tâm hồn buồn dạt vào nhớ thương nào vơi. Tưng 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 tưng. Em chờ mâm trầu đưa tới. Pháo hoa rượu nồng mừng cô dâu trẻ du quy. Giang sinh xanh dai bên trong làng. Từng 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 làng phấn hồng điểm tô mặt duyên. Tương lai có nhau trong nồng nồng gọi mời ngắm mây ở trời bay. Từng 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 hè qua thu mang đông sang nắng sưng dịu vàng tràn lan. Trốn không trang nơi ngàn trung quan mà tình chàng xa mà biệt tâm để tim yêu lạnh lùng quanh hiu. Em người ở đất miền Tây, ai xui anh đến chốn này gặp em. Ông nội anh xui anh tới. Cái chương trình nói chuyện lứa đôi, giao bôi càng chén mặn nồng bên nhau. Em xin hết rồi. Tôi nghi quá ông Linh, tôi nghi là cái cặp này tôi với ông tự bấm quá thiệt luôn á. Thiệt á.
Nhìn hai người này mình cảm giác mình trở về tuổi thơ đó. Dạ. Hả? Hồi đó em cũng ước gì ước gì, hồi đó em yêu trễ chứ. Cái tức là hai người này á, giống như là họ đúng tuổi, họ đúng lứa, họ đúng thì cái gì mà họ cũng khớp với nhau hết trơn trọi đó. Đó, thấy anh chỉ cho chị hát rồi nhấn nhá này cái nọ, thấy cưng gì đâu á. Mà nói câu thấy ghét không? Ông nội anh xui anh tới. Thiệt, chắc chắn là ông nội xui khiến bây đó. Bây giờ á là mình nói một chút xíu đi, bây giờ đó, người ở Mỹ Tho, người ở Long Xuyên, mình hẹn hò sao? Thí dụ như mình cảm tình với nhau đó, anh trai. Dạ. Nói với chị gái đi. Thì ý em như thế nào em cứ cho anh biết. Anh là phái nam quá, anh sẽ. Xa quá em thì một tháng gặp một lần cũng được. Tại vì công chuyện nó xa quá. Như cái đường đi á. Đường xa thì nó cũng từ từ thu lại gần thôi. Tại vì mình đi thường nó sẽ gần em. Dạ. Với lại anh cũng dân miền Tây mà cũng là quê xứ nội anh. Thì những cái đường đi anh rất rành. Dạ. Thì anh sẽ tìm những đường tắt. Ví dụ anh đi Bắc An Hòa qua vẫn được phải không? Đi Bắc, bây giờ đi cầu Vàm Cống luôn. Đi cầu Cống luôn hả? Đúng rồi. Đâu cần đi Bắc nữa đâu. Dạ, em cũng biết cầu Vàm Cống mà. Dạ. Hả? Đi rất gần, không có xa đâu. Nói chung là quan trọng là em khi bước lên đây em có cho anh, em có mở lòng cho anh hay không. Chứ anh đã mở từ lúc đầu rồi. Từ lúc mà anh bước vô anh đăng ký rồi. Anh không chọn lựa đâu. Mà hôm nay quyền cơ đã đưa tới cho anh một người nghiêm chỉnh đoan trang. Em nhìn anh nhìn thấy em sao? Em rất là đoan trang mà em có một nét xinh rất là thầm kín. Chứ không có mạnh lộ. Cái chỗ đó là cái điểm mạnh mà anh thích nhất đó. Phúc hậu ha. Dạ. Nhìn phúc cái mặt hậu. Rất là phúc hậu đó. Người phụ nữ rất là hiền. Sau chương trình này anh sẽ về gia đình của em. Dạ. Để anh ra mắt cha mẹ em. Cha mẹ còn đủ không em? Mẹ em mất còn ba. Còn cha hả? Dạ. Thì anh sẽ ra mắt, nói chung mình cũng lớn rồi, mình thay vì bây giờ đám hỏi đám cưới thì mình dồn vô đám đi em ha, cho nó gọn ha. Chứ thời gian thì nó không có, thời gian là vàng bạc mà đúng không? Mà đường đi thì xa xôi, thì đó thì anh cũng gọi như là xuống đó là một đám một rồi xong rồi anh xin ba rước em về ở chung với anh. Còn hoặc là em muốn anh về ở chung vẫn được em à. Tại vì cái nghề của anh á, chỗ nào có xe ô tô, chỗ nào có tàu ghe chạy là chỗ đó anh kiếm tiền được. Đúng rồi. Anh có thể giờ cái tiệm xuống em ở vẫn bình thường. Dạ. Nhưng mà để sau chương trình đi ha. Dạ, chương trình để tính đi. Dạ. Rồi. Thật ra là về ghế này đi. Anh là phải gọi là dìu dắt em đó. Tại vì em là không biết gì luôn á. Tới giờ luôn nè. Rồi chị ngồi đi chị. Chỉ có mới tìm hiểu sơ sơ thôi đó. Dạ. Người ta hàng Việt Nam chất lượng cao luôn đó. Nói ít hiểu nhiều á. Không hiểu tại sao cái khu vực đó đàn ông hình như là bịt mắt hay sao ta? Em không hiểu nữa anh ơi. Không, em dễ nữa. Thương gì nè mà như không thế. Ai thấy nhìn thấy hết. Ừ. Hay là lúc nào? Tại vì ở trong nhà may không nhà hả? Luôn đúng không? Ở trong nhà may mặc đúng không? Nhà, đó, nhà, cháu nhà nó làm chứng luôn. Đàn ông cũng phải tìm vô chứ mấy ông này làm như bịt mắt đi ngang hay sao? Mấy bà đó. Tới may chứ có ông nào mà tới may? Thì khổ vậy. Thiệt là tình luôn. Bây giờ tự nhiên Mỹ Tho phát hiện ra Long Xuyên hả? Dạ, hồi Tết này em có về quê ngoại em là bên Sa Đéc á chị Hồng Vân. À. Thì dì Út của em dễ thương lắm, dì Út em là bằng tuổi đó. Em có nói với dì Út một câu là chân thành bằng cái tâm của mình đó. Em nói em ước gì sau này con lấy được một người vợ mà tuổi tí như dì Út mà hiền như dì Út. Trời. Là con mãn nguyện. Mãn nguyện luôn mà y chang đúng không? Trời ơi phải nói như vậy á, chị nói thiệt với em á, là chắc chắn là ông nội em đổi cho em á. Nó chắc chắn điều đó luôn. Có như là em là cảm giống như là anh hiện nay như thế nào? Thì người ta vậy là hiểu rồi còn hỏi nữa. Em khóc. Tại vì vậy nè, bạn này á, là bạn giống như là em chờ đến đúng thời điểm luôn á, đúng không? Con người của em nó có cái thần tâm lắm. Em mà thành tâm một cái gì là nó sẽ có cái đó lên. Lên. Ừ. Anh ở tình hỏi đó. Chú với anh em này, con chim em nó xảy ra lắm mà em kiếm không được đâu. Mà em lại cái hàm đó em giái em xin kiếm được con chim làm một chút xíu con chim lại cái chân em đậu. Ồ vậy đó hả? Em bắt bỏ vô cái lòng đó. Hỏi chim em mà anh còn thương vậy đừng nói có là coi như cái tâm em thành tâm là chờ Phật cho. Em nhưng mà em có tưởng tượng là cái người vợ em nó sẽ như thế này không? Em không nghĩ được vậy đâu chị. Uh-huh. Em không nghĩ, em nghĩ sẽ cũng gian dở như em. Và cũng con đùm này nọ thì em cố chuẩn bị là mình sẽ chia sẻ về cái hoàn cảnh nuôi con. Tại vì mình đã từng có con mình phải hiểu được. Nó đòi hỏi đủ thứ trên đời đó thì mình có làm bao nhiêu tiền thì mình phải lo đưa cho vợ để chia sẻ ra. Chứ mình không có bo bo cho mình như ngày xưa nữa mà để
để vui chơi hay là chắc tán những cái chuyện vô bổ vô ích. Dạ. Vậy mà hôm nay là bất ngờ luôn, coi dạ, như là rất bất ngờ, em xúc động lắm. Dạ. Đó, tạo quá coi đây. Như là thôi em cũng chờ đợi đấng lăng quân của em đó. Dạ. Nghe. Rồi bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi. Tay cơ. Đàn trai thích bấm thì cứ bấm, còn đàn gái thích bấm thì cứ bấm, thích bấm thì cũng cứ bấm, không cần phải cái gọi theo là quy cái định. Chúng tôi sẽ đếm đến 3. Bấm hay đó. Không là quyền của mỗi người. Rồi, thấy chị rằng giọt nước mắt cũng đã rơi ở trên sân khấu này. Một người đàn ông cũng đã từng đổ vỡ nhưng có những suy nghĩ rất là chín chắn. Đây có thể là một người rất là tốt, sống nội tâm, yêu thương đùm bọc, và tôi tin chắc rằng nếu như cái nút bên kia đỏ thì hai trái tim sẽ cùng hòa quyện với nhau suốt cả cuộc đời luôn. Rồi chị đếm nha, 1, 2, 3. Hết đó. Thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng. Coi như là hay quá. Cô gái rất là đúng luật luôn á. Đúng luật. Nào, hãy nắm tay nhau. Hay đấy. Linh cảm nhận đây là một người đàn ông tốt đó. Ha, sẽ che chở, sẽ chăm sóc dành cho riêng mình đó. Ha. Anh cảm giác thế nào khi mà dễ đã bấm nút? Dạ em thấy em hạnh phúc lắm anh Linh. Hạnh phúc lắm. Dạ nhờ chương trình này mà em đã tìm được một người mà em không thể nào ngờ được. Dạ. Bây giờ trước khán giả truyền hình cũng như là gia đình của chị gái đang xem, anh nói gì với gia đình trước đi, rồi sau đó mình về thăm gia đình sau. Ha. Mình xin hứa gia đình và xin hẹn hò tìm hiểu, rồi hứa rồi, những điều gì nãy giờ. Xin hôn nụ hôn đầu tiên. Đúng luôn. Rồi. Dạ, hôm nay em đi với mình cứ nắm tay đi. Không. Tức là em thì cháu thôi. Em tưởng tượng là ba mẹ đang xem truyền hình á. Có ba, còn ba đó. Em nhìn kìa. Đó em nhìn trên máy á. Dạ cháu xin bác trai cho cháu nói một câu, cháu thì không dùng từ hứa. Cháu chỉ nói bằng cái tâm chân thành. Kể từ ngày hôm nay bác trai cho phép cháu được gần gũi em và để chăm sóc và lo lắng cho em suốt cuộc đời. Nếu có gì không đúng, cháu sẽ hứa cái chữ tâm thì cháu sẽ dục bỏ. Nếu làm không đúng. Đấy. Rồi, hy vọng rằng em hai nói người gì sẽ đi. Xài chung cái khăn nha. Dạ. Đó, em nói gì đi nè, nói gì đi. Nói sao chị? Em nói với ảnh cũng được, em nói với em nói ảnh đi. Dạ. Nói với ảnh đi. Từ nay thì anh với em tìm hiểu nhau, đừng mà mình hiểu nhau, đừng mà mình đi đến sâu nha. Sâu hơn. Ôm chặt cái nè. Đó. Chúc cho hai anh chị sẽ sớm về xài chung cái khăn này nha. Dạ. Đẹp lắm đó. Dạ. Những cái gì nãy giờ anh ấy nói, dạ, thật sự em là tận đáy lòng. Mọi người tất cả ai cũng thấy cả. Vấn đề là em sẽ là người vun đắp mối tình này. Chứ anh là anh quyết tâm rồi đó. Dạ. Nha. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được cái thiệp mà gọi là cái tin vui của hai bạn. Sau này mình về Long Xuyên luôn đi. Dạ tùy. Nha. Về thoại em nói mà 20 năm ông nội em 20 tuổi đã từ Long Xuyên lên thành phố lập nghiệp. Thì bây giờ cuộc đời đi ngược lại, em phải từ thành phố em đi ngược về Long Xuyên. Gọi là lá rụng về cội, phải không anh Linh? Đúng rồi. Yeah. Tuyệt vời ha. Yeah. Ngày hôm nay hai chiếc ghế này như anh nói, nó đã đem đến một sự kết nối quá tuyệt vời cho anh chị luôn. Thôi chúc anh chị hạnh phúc.